ống CPVC thay cho ống chữa cháy bằng kim loại thông thường, chống rỉ sét, giảm 50% chi phí lắp đặt. Sofa có gắn động cơ. Phụ kiện tủ bếp thông minh. Hay những sản phẩm trang trí nội thất lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như đèn, pha lê đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan triển lãm Vietbuild 2018 lần thứ 3. Hôm nay thì đến với triển lãm này thì mình thấy rất là thích thú, bởi vì là ở trong triển lãm này có rất là nhiều những cái vật liệu và những cái thiết bị cũng như là các cái sản phẩm về nội thất mà mình quan tâm. Mình thấy là cái sản phẩm của cái năm nay là cũng có rất là đa dạng về các cái sản phẩm về hàng hóa, không những là trong nước mà ngoài nước nữa. Thì về cái sản phẩm thì thấy là cũng tương đối là đẹp. Nắm bắt được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các sản phẩm tham gia triển lãm lần này đã được các doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất với mẫu mã, tính năng và chất lượng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng trang trí nội ngoại thất ngày càng cao. Trước đây các cái đơn vị mà có kinh doanh về pha lê đi tham dự hội chợ nói chung, hội chợ Vietbuild nói riêng thì mới có Cesa là xuất hiện ở Việt Nam cũng như xuất hiện tại các triển lãm thôi. Còn như Halama hay Moser và Egeman là chưa có một đơn vị nào làm cả. Chỉ có chúng tôi đợt này là làm cái này cũng là lần đầu tiên ở chỗ chúng tôi và cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam. Với hơn 1.500 gian hàng của gần 500 doanh nghiệp đến từ 24 quốc gia, Vietbuild đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động xây dựng. Người tiêu dùng sẽ có dịp tìm hiểu và lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp, còn doanh nghiệp thì nắm bắt được sát hơn xu thế tiêu dùng.